thuốc 40 năm, một trong những nhà thuốc có lịch sử rất lâu đời. Thành xin cảm ơn ban lãnh đạo của ba phường cũng như tất cả các quý vị đại biểu, tất cả những cái tham hữu quý đã đến với nhà thuốc Thanh Bình. Xin cảm ơn. Để không đạt được thành công như này